Traveler Review Award 2024 là giải thưởng ghi nhận nỗ lực cung cấp các dịch vụ xuất sắc cùng cung cách phục vụ chủ đạo của 1,48 triệu đối tác du lịch trải dài 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên đó có gần 11.400 cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Dựa trên 309 triệu đánh giá xác thực từ du khách, chỉ những khách hàng có lưu trú mới được đánh giá về cơ sở đó trên booking.com và cả đánh giá sẽ không bị chỉnh sửa hay điều chỉnh dưới bất kỳ hình thức nào. Việc Phong Nha được công nhận là một trong những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam là tín hiệu vui cho năm du lịch 2024, cho thấy sự nỗ lực cố gắng của các nhà quản lý doanh nghiệp, cộng đồng và người dân địa phương trong việc xây dựng văn hóa văn minh du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện và hiểu khách, đồng thời khẳng định sức hút của du lịch Quảng Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.